hôm nay đẹp lắm. Rồi mình xịt test cho các bạn. Đó, các bạn nghe không? Ực. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel Xi Máy Giá Rẻ. Thì hôm nay mình chỉ cập nhật cho các bạn về cái lô Dream Thái này, Spare này và một chiếc City mới vừa về trong hôm nay luôn. Thì vừa rửa xong thì mình có like trực tiếp cho các bạn rồi, like sơ thôi, còn chưa có test kỹ về con xe cũng như là về máy móc của nó, về tiếng nổ, tiếng bô. Thì nhiều anh em yêu cầu mình là khi quay á thì phải quay cho thật là chi tiết và cụ thể để cho anh em có nhiều sự lựa chọn á. Thì đầu tiên mình muốn nhắn nhủ với anh em là và quý anh chị là khi mà xem á thì các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký và bấm vào chuông, bởi vì rất là nhiều người nói là tại sao khi mà đăng video lên thì các bạn không có nhận được thông báo cũng như là về giá xe. Thì lý do là các bạn đăng ký kênh mà không có bấm vào chuông á, thì các bạn vui lòng nhấn vào chuông nhận tất cả các thông báo về xe, về cái kênh Xe Máy Giá Rẻ, và đồng thời vào truy cập vào Facebook Xe Máy Giá Rẻ để mà theo dõi cái lịch thanh lý ha. Ok, thì mình sẽ test sơ cái con quay chi tiết cái con Spare. Chỉ còn Spare thì hiện tại chỉ còn một chiếc duy nhất thôi. Chiếc này mình sẽ test cho các bạn ha. Ờ, máy móc của nó đó. Ờ, các bạn nhìn đi. Ờ, thì bây giờ mình sẽ nhờ anh chủ anh đề máy. Nói chung là mình đang quay mặt trước, có nhìn tí nữa mình sẽ qua mặt sau, mình quay cho các bạn qua bảng số. Đây là cái con Spare, còn một con duy nhất, giá của nó là 13.500.000. Thì quý anh chị và các bạn xem, nếu được thì mua, liên hệ mua. Thì ở đây á, thì các bạn cứ tới và test xe, nếu mình thấy ok thì mình mua, chứ chẳng ai mà ép. Có nhiều người mình thấy tự nhiên comment rất là vô lý. Vô lý ở đây á, nhiều người nói tiệm này làm gì có, mà người ta không có, mà rất là nhiều anh em đã mua xe ở đây á. Nên các bạn yên tâm đi, Tám Phước thì nói chung là nó gắn liền với cái kênh của mình từ lúc khai sinh ra cái kênh. Ok, thì tiếp theo mình sẽ quay cái con thứ hai. Đó, con thứ hai đó là con Rim Thái nha các bạn. Đó, còn một đống Rim Thái mình sẽ giới thiệu dần dần hết cho quý anh chị và các bạn cùng xem. Và đây là, thực ra Dream Thái này á, nó chỉ dành cho những người mà ví dụ trung niên nữa, bởi vì giới trí mình rất là ít người thích chơi Dream Thái này, bây giờ chuộng Tycoon thôi. Nhưng mà Dream Thái này nói chung là nếu ai mà lứa lớn á, người ta sẽ rất là thích, bởi vì Dream Thái trước kia là nó là một trong những cái dòng mà nó khá là mắc luôn, mắc tiền thì chỉ có dân thành phố người ta mới mua và chơi nó được thôi. Đó, đây cái con này là cái con Dream Thái nha, lóc của nó các bạn. Sơn của nó vẫn còn sơn ring nè. Đây này, sẽ lý do sao mà sơn ring mình nói này, khi mà người ta sử dụng quá lâu, quá nhiều á, nó bị mòn nè, nó bị mất thôi. Còn cái nước sơn ring của nó nè, ngoài này nó vẫn còn bóng. Khi mà sơn lô á, sơn lô các bạn chỉ cần lướt mà xài không kỹ là nó sẽ bị tróc liền thôi. Đó, đây là chi tiết cái con mà rim Thái. Các bạn thì bây giờ cái chị nó chị tới mua hàng để mua quay Thái nha các bạn. Đó, nãy giờ cũng rất là nhiều anh em đang quay xe. Ok, thì rồi đó là mình chỉ có quay phía mặt sau của cái con Spare cho các bạn á. Bạn chỉ khó quay lại tại nãy nó chặt mình không quay được liên tục.
Đó, bản số 53-2724, đây là con Spare. Rồi, đó là cái con Dream Thái con thứ hai á, thì giờ cái mặt sau của nó đây các bạn. Bản số là 53-B1-4027. Rồi mình chỉ đề máy cho các bạn nghe ha. Đề cái nổ thôi. Đó các bạn nghe. Đó, đây là cái con Dream Thái thứ hai, nó đang nổ các bạn. Nghe rất là êm luôn. Đó các bạn nghe. Bịch 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 bịch. Đó. Con này giá nhiêu anh? Đó là 15 triệu. Con này 15 triệu á? Ok. Đó, con Dream Thái này là 15 triệu nha các bạn. Đó là Dream Thái đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn. Rồi. Tiếp theo là mình giới thiệu con Dream Thái thứ hai. Biển số 59B2-53869. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ test cho các bạn. Đó là con Dream Thái. Đó các bạn nghe đi. Dream Thái là con này là con thứ hai nha các bạn. Nổ ực 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 ực. Đó, lúc nó nổ thì mình đưa lên máy các bạn nghe. Rồi ok. Tắt máy. Đó. Con này giá nhiêu anh? 19 triệu. 19 triệu. Đó. Rồi, biển số 59B2-53869 là 19 triệu nha các bạn. Các bạn xem kỹ, các bạn xem thì các bạn nhớ vào cái bảng số gì và chúng ta sẽ liên hệ với cửa hàng. Rồi tại vì xe này tất cả cái giấy sang tên được nha các bạn, nên các bạn cứ yên tâm á. Tại vì có con sang được và con không sang được, thì con nào sang được thì mình đều nói hết. Thì những cái con dạo này gần đây á thì tầm 20 triệu đưa lên thì mình sẽ sang tên hết nha các bạn. Đó, thì mình đang quay phía sau, có những tí nữa mình lướt lên phía trước cho các bạn á. Rồi tiếp theo là cái con Dream Thái thứ ba. Đây là tất cả của bên mình là hàng cứ một tuần về tầm 7-10 chiếc thôi. Một tuần bán trong một tuần tầm 7-10 chiếc, có thể hơn, vì nó sẽ hàng Dream Thái này rất là hiếm, rất là chuộng. Đó thì cái bảng số con thứ ba này là bảng số 53S1-9120 nha các bạn nhìn chiếc xe đi, tại mình quay đít các bạn nhìn chắc cũng không mướt đúng không, cứ từ từ. Đó. Con này cũng đẹp lắm. Mặt bên này cho các bạn chiêm ngưỡng. Rồi anh đề máy giúp em á. Tại vì tiền nào của nó nha, cái con xe này nó chênh lệch với những xe khác về tiền đó, từ từ mình sẽ nói giá cho các bạn. Các bạn nghe cái tiếng nổ của nó đi rồi đánh giá qua từng chiếc. Đó, ngay cả ốc tiếc này, ốc của nó này các bạn. Máy của nó.
này giá nhiêu anh? 30. Con này là giá 30 triệu. Cũng rút hồ sơ ngay chủ cái giới luôn. Đó, 30 triệu nha các bạn. Bản số này 53S19120. Ok. Thì đây là cái con cuối cùng, riêng thái cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn. Con này cũng nhìn đẹp lắm, bên ngoài nhìn mã của nó này. Biển số là 59B29204. Đó, quý anh chị và các bạn xem đi. Ở đây thường những anh đi ghiền riêng thái này thôi. Chị nói chung là chị này còn bọc keo á. À, nói chung là xe dựng nãy dắt vô á, nó hơi tối nha các bạn, tại ở ngoài nó ồn á. Mình muốn dắt vào để mà test cho các bạn cho chi tiết. Đó, cái này lóc máy nhìn qua cái về đó các bạn nhìn đi. Con này đẹp lắm. Rồi mình sẽ test cho các bạn á. Đây này, con này là tại người ta còn dán kem keo đó các bạn. Này thấy nó bị bong bong lên không? Cho các bạn xem luôn. Đó, thấy nó bị bong bong không? Bong bong keo lên không? Là con này dán keo nguyên con luôn nha các bạn. Con này đẹp lắm. Con này giá nhiêu anh? 30 triệu. Dạ. Cũng 30 luôn nha các bạn. Đó, thì mình vừa lướt qua cho các bạn xem rồi đó. Thì mình sẽ nhắc lại một tí nữa là về cái đó, bản số con này là 90204, 30 triệu. Thì 9120 cũng 30. Chiếc riêng thái này 59B25-3869, con này là 19 triệu. Còn 53B14-0-27 là con này 15 triệu nha các bạn. Con Shoppe bên kia là còn một con Shoppe duy nhất thôi. Thì giá của nó là 13.500.000. Rồi bây giờ mình sẽ quay chi tiết phía trước ha. Còn cái con này mình giới thiệu sơ cho các bạn. Bữa anh em cứ giành giật, cuối cùng cái anh ở Hà Nội mua. Thì qua lễ thì anh vào đó anh nói này, anh đã đặt cọc rồi. Nên cái chiếc này mình chỉ lướt cho các bạn thôi, chứ còn không quay bán con đó. Đã có đặt cọc rồi các bạn. Rồi mình sẽ quay phía trước cho các bạn ha. Đó, toàn cảnh ở phía trước này. Các bạn nhìn chiếc xe đi. Đó, hai chiếc này là 30 triệu. Một con thì mình gắn cái gì vậy? Cái con kia vẫn còn gì riêng của nó đúng không anh? Đó, thì các bạn mua, các bạn thích gắn cái gì này á. Gì này này, thì nói anh chủ gắn cho. Tại vì đồ riêng của nó vẫn còn đó. Tại vì tháo ra cái xương á, tại nó mới quá. Nó còn cứng á, nên tháo ra cho mọi người chiêm ngưỡng thôi. Đó, hai con này là 30. Rồi, đó là mặt trước của cái con... con này 19 đúng không anh? Đó, con 19 triệu này. Đó, mặt trước của nó. Đó, thì giờ nãy mình có test máy đồ nổ rồi như nào rồi đó. Đây, con này cũng riêng thái 15 triệu này, đó mặt trước của nó đó. Đây là con Shoppe 13 năm. Đó, tổng thể về cái lô xe mới về rồi. Anh em nhìn đi. Ta là chỉ chuyên chủ yếu là mạnh nhất là cứ Shoppe và rim thôi.